Phiếu Mỹ giảm rất là mạnh sau khi lo ngại về cái việc mà Fed sẽ tăng lãi suất rất là mạnh. Hiện tại ở trên bảng này các bạn thấy là SP500 đang giảm 1,4%, Nasdaq là một cái chỉ số mà liên quan rất là mật thiết đến Bitcoin giảm 1,6%. Các bạn nhìn ở đây là hôm nay là thậm chí là ngày mở cửa chỉ số Nasdaq nó có khoảng gap này các bạn này, và xu thế hiện tại của chỉ số Nasdaq đang là xu hướng giảm. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở về với Bitcoin. Thì hôm nay Bitcoin đã có một cái đà tăng rất là mạnh, có một cái đà giảm xuống tận là 20.800, sau đó bật mạnh lên cái vùng 21.300, và hiện tại ở cái khung thời gian là 30 phút thì Bitcoin đang có một cái vùng cản khá là mạnh ở vùng 21.400 các bạn ạ. 21.400 đến lúc chiều nay thì Bitcoin giảm là 21.600 về 20.800, và sau đó thì bật lên cái vùng 21.300, và hiện tại đang có một cái vùng cản rất là mạnh cho Bitcoin là vùng 21.400. Thì chúng ta sẽ xem ở đây này, khi mà Bitcoin xuống lại test lại cái vùng 20.700, thì đối với Thạch thì Thạch nghĩ rằng là ở đây chúng ta xem cái khung thời gian là 1 giờ ấy, thì khung thời gian 1 giờ là Bitcoin vẫn chưa phá vỡ cái xu hướng giảm. Tuy nhiên nó lại quay trở lại, nó test cái cản mà 21.300. Thì nếu mà các bạn mua spot ý, thì các bạn có thể mua một phần ở đây. Đấy, mua một phần ở đây. Rồi một cái điểm gom nữa là bạn có thể gom cái vùng 20x hoặc là thậm chí nó một vùng 19x. Đấy, xu thế hiện tại thì vẫn đang là xu thế giảm trong khung thời gian 1 giờ. Nếu mà khung thời gian 1 giờ đang là xu hướng giảm ấy thì các khung thời gian khác vẫn là xu hướng giảm các bạn ạ. Khung 1 giờ vẫn là xu hướng giảm. Khung 30 phút cũng là một cái xu hướng giảm các bạn ạ. Đây này vẫn là ở dưới cái giải băng nhá các bạn nhá. Ở dưới cái giải băng này. Khung thời gian 4 giờ thì Bitcoin vẫn đang ở trong một cái xu hướng giảm. Khung khung thời gian 4 giờ. Đấy, nó đã retest rất là nhiều lần ở vùng 20.000 20.700. Các bạn sẽ xem là có cái lực bán nó mạnh ở đây không. Nhưng mà nó sẽ có một cái mức cản ở đây. Đấy, nếu mà hôm nay Bitcoin nó vẫn giữ được ở trên vùng 20.000 21.200 thì nghĩ rằng là nó sẽ test lại cái vùng 22.000 các bạn. Đấy là cái khung thời gian 4 giờ, khung thời gian 8 giờ thì cũng thế. Tuy nhiên là khung thời gian 8 giờ ở đây là nó có cho chúng ta cái điểm buy ở đây. Các bạn có thể mua một phần ở cái vùng là từ 20.700 đến 21.300 là các bạn mua được. Đấy. Thì ở đây chúng ta xem là khung thời gian 1 giờ. Đó, khung thời gian 1 giờ thì nó vẫn đang ở trong cái xu hướng giảm. Nếu bạn tối ưu thì bạn một là các bạn hãy đợi nó break qua cái xu hướng giảm. Rồi các bạn mua, hoặc các bạn mua gom Bitcoin ở vùng 20.700 đến 21.000 khoảng 300 là các bạn mua được. Đấy. Ok, đấy là tổng hợp với các bạn một cách ngắn gọn về tình hình thị trường. Và các bạn nhớ đăng ký kênh, và bạn có những cái câu hỏi nào về những cái đồng coin nào thì Thạch sẽ trả lời qua những cái video ngắn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.